Cũng trong sáng nay, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đến thăm chúc Tết một số gia đình chính sách trên địa bàn quận Hải Châu. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã đến thăm tặng quà Tết gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Hoè, chủ phường Hải Châu 1 và bệnh binh 1 trên 3 Nguyễn Viết Tứ, chủ phường Thạch Thanh. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy ân cần thăm hỏi sức khỏe và chúc mẹ Đỗ Thị Hoè và bệnh binh Nguyễn Viết Tứ cùng gia đình đón Tết đầm ấm, mạnh khỏe, sống lâu bí thư thành ủy cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với những công hiến hy sinh của các anh hùng liệt sĩ các mẹ việt nam anh hùng và gia đình chính sách đối với sự nghiệp cách mạng của tổ quốc và mong muốn hai gia đình tiếp tục phát huy truyền thống động viên con cháu lao động học tập góp phần vào sự phát triển chung của thành phố